Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Gian Fastrad SL2, một cái mẫu xe đạp touring mà được rất nhiều các bác ưa chuộng trong thời gian gần đây, mà hỏi trên kênh em rất là nhiều. Một cái mẫu xe Fastrad cực kỳ đẹp, thiết kế từ thiết kế đến bộ chuyển động rồi thì là tất cả những thứ cực kỳ là hoàn hảo. Đây là một chiếc xe đạp touring, giá đang bán là 14.800.000. Thì các bác được một chiếc xe khung nhôm và bộ chuyển động full Shimano Soza. Nước sơn em về là tông màu xanh, kẻ chỉ cam, cực kỳ là đẹp. Bộ khung, thiết kế khung vòm rất là mềm mại, cực kỳ là đẹp. Toàn bộ là khung nhôm. Đây là phiên bản xuất khẩu. Các có thể nhìn tem đây, Made in Taiwan. Và đây, như những chiếc xe khác rồi, như những chiếc Fastrad khác rồi, thì được xuất sang thị trường Australia và New Zealand. Đấy, những cái tem ở đây, các bác có nhìn thấy không? Đấy, chủ yếu là tem đây. Và như các bác cũng đã biết thì thương hiệu Gian này, họ rất là nổi tiếng với cái công nghệ nhôm alloy. Một cái công nghệ mà có thể gọi là đưa cái thương hiệu Gian lên gọi là nhà sản xuất xe đạp khung nhôm, nó là có cái chất lượng phải tốt nhất thế giới bởi cái công nghệ nhôm alloy này. Thì trên chiếc xe này được trang bị bộ công nghệ nhôm alloy SLR, là một cái loại công nghệ nhôm mới của Gian. Đó, thì nó sẽ chịu được cái cường độ mạnh hơn và nó cũng nhẹ hơn là công nghệ nhôm cũ, nhôm SL, công nghệ SLR, cái công nghệ nhôm mới của Gian trang bị trên chiếc xe. Và sử dụng bộ group chuyển động Shimano Soza với 9 níp và 2 đĩa. Đây là đùi trục rỗng của FSA. Thì đây, thì em cũng nói luôn với các bác, cũng nhiều bác là cũng chưa biết thì cái trục rỗng ấy không phải là nó một lỗ ở đây mà nó là cái trục ở đây. Trục này thì được gọi là trục rỗng, thì nó sẽ có một cái ống từ đây nó xuyên thẳng sang bên này thì gọi là trục rỗng, chứ không phải là có một cái lỗ ở đây thì gọi là trục rỗng. Đấy là dành cho các bác chưa biết. Tay lái cũng được trang bị bộ Soza này, 9 speed này. Bên này đắp là chip bồ, là 3 đĩa. Xin lỗi các bác, em nói 2 đĩa, nhưng mà là 3 đĩa. 3 đĩa đây là 9 tầng lít cho xe 27 tốc độ khác nhau. Được trang bị thêm bộ phanh đĩa cơ. Phanh đĩa cơ. Bánh 700C cũng theo xe thôi. À, đĩa. Giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Tay xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, khóa yên đến tâm cổ phốt là 53 cm. Chiếc xe có size là size M, size trung bình cho các bác chỉ khoảng 63-65, 64-65, khoảng 75 thì phù hợp. Chuyển động xe ra rất mượt mà. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán chiếc xe mức giá chỉ có là 14.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709943
Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.